Thưa quý vị, chiều nay ngày 1 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương, đơn vị liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Quảng Bình - phố nối Hưng Yên. Cuộc họp được truyền trực tiếp tới trụ sở Ủy ban nhân dân 9 tỉnh có dự án đi qua. Theo EVN, đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch - Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đến nay đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225 trên 226 gói thầu, còn một gói thầu cung cấp kháng điện của dự án Quảng Trạch - Quỳnh Lưu hiện đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu. Để bảo đảm tiến độ đóng điện của các dự án, EVN NPT đã có kế hoạch điều động vật tư hiện có trên lưới phục vụ cho công trình 500 kV mạch 3. Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, có 4 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 100% vị trí móng cột và gần 46% khoảng néo. Để hoàn thành đóng điện dự án theo đúng tiến độ được Thủ tướng Chính phủ giao, EVN, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đang quyết liệt thực hiện đôn đốc các nhà thầu xây dựng tập trung nhân lực, máy móc thi công các hạng mục công trình, đôn đốc các nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị, khẩn trương hoàn thành công tác chế tạo và vận chuyển đến công trường để lắp đặt đồng bộ. Tuy vậy, khối lượng công việc còn rất nhiều, EVN, NPT kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh tiếp tục hỗ trợ giải phóng hành lang, bàn giao các khoảng néo còn lại để chủ đầu tư thực hiện công tác giải kéo dây dẫn. Về công tác tái định cư, kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện khẩn trương kiểm kê, kiểm đếm, xác định số nhà hộ dân phải di rời tái định cư và thực hiện các thủ tục tái định cư cho các hộ dân, bảo đảm an toàn hành lang tuyến để đóng điện công trình trong tháng 6 năm 2024. Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu của 9 tỉnh thành và lãnh đạo các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao lãnh đạo các tỉnh có dự án đường dây 500 kV mạch 3 đi từ Quảng Trạch - Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên thời gian qua đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực triển khai, đạt kết quả nhất định. Các đồng chí lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo hệ thống chính trị cùng vào cuộc với EVN và các bộ ngành có liên quan, sát sao nắm tình hình các đơn vị thi công, xử lý những vướng mắc theo thẩm quyền và thăm hỏi động viên nhân dân để đẩy nhanh tiến độ công trình. Thủ tướng đề nghị các đơn vị phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thành toàn tuyến vào khoảng 20 tháng 6 năm 2024. Nhất trí cao về cái tầm quan trọng, cái vai trò vị trí của cái đường dây này. Từ đó thể hiện cái quyết tâm cao, khó khăn thì phải vượt qua, mà vướng mắc thì phải tháo gỡ. Thẩm quyền được cấp nào thì cấp đó làm. Nhất trí hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, phấn đấu chậm nhất là ngày 30 tháng 6 năm 2024 và các cái vấn đề kỹ thuật phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Nhất trí phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa các bộ ngành với nhau, rồi giữa các bộ ngành với các địa phương, đảm bảo kịp thời tiến độ nhưng mà phải chất lượng và an toàn lao động. Nhất trí hoàn thành bàn giao các loại mặt bằng, hành lang tuyến, khoảng neo là đúng cái tiến độ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề ra. Nhất trí hoàn thành cái khung chính sách để đảm bảo cái đền bù cho người dân trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Theo Thủ tướng, công trình đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch - Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đi vào vận hành sẽ góp phần bảo đảm cho mức tiêu thụ điện năng đang cao vì nguồn điện thì đủ nhưng lưới truyền tải điện chưa đáp ứng nhu cầu. Quyết tâm năm nay không được để xảy ra mất điện cục bộ như năm ngoái, làm thiệt hại uy tín đất nước, thiệt hại cho doanh nghiệp và nhân dân. Sáng nay, trong phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào dự án luật công chứng sửa đổi. So với luật công chứng năm 2014, dự thảo luật sửa đổi bổ sung theo hướng xác định công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của giao dịch dân sự bằng văn bản. Nếu công chứng viên chỉ thực hiện việc chứng thực thì không được xem là hành nghề công chứng. Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm trong dự luật này chính là việc bổ sung quy định về một số hành vi bị nghiêm cấm đối với công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng. Theo ý kiến của một số đại biểu, mặc dù quản lý nhà nước là cần thiết, nhưng khi đưa ra quy định cấm thì cần hợp lý và phù hợp với thực tiễn. Cái hành vi bị nghiêm cấm là tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản.
thì tôi thấy cái này nó không phù hợp với bộ luật dân sự. Bởi vì cái thông tin trên cái văn bản công chứng ấy, nó không chỉ liên quan đến cái người yêu cầu về công chứng mà nó còn liên quan đến nhiều cái đối tượng khác. Rồi về nguyên tắc bộ luật dân sự, người ta mọi cái bí mật về riêng tư là không được xâm phạm. Cấm quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên và tổ chức của mình. Tức là hiện nay cấm quảng cáo. Thì chúng tôi băn khoăn là liệu tổ chức công chứng thì có vấn đề gì cần phải cấm quảng cáo hay không? Nếu mà cấm quảng cáo này có thể dẫn đến tình trạng là chỉ những cái tin xấu của ngành thì ra thôi. Còn những cái tin tích cực, tin ứng dụng công nghệ hay tin uy tín thì có thể lại không được ra được đối với người tiếp nhận. Hiện dự thảo luật đã bổ sung 4 điều mới để quy định về công chứng điện tử, điều kiện áp dụng, cũng quy định về khái niệm, thời điểm có hiệu lực, giá trị của văn bản công chứng điện tử và việc chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng điện tử và văn bản công chứng giấy. Chiều nay tại nhà Quốc hội tiếp tục chương trình chuyên đề pháp luật tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đại biểu đánh giá cao sự cố gắng trách nhiệm của Ban công tác đại biểu và các cơ quan liên quan trong việc bước đầu xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, chuẩn bị hồ sơ báo cáo về vị trí việc làm. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các văn bản về tiền lương, hướng tới việc cải cách tiền lương từ tháng 7 năm 2024 theo nghị quyết số 27 của Trung ương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan làm rõ một số vấn đề về nội dung thẩm quyền cho ý kiến hay phê duyệt hoặc ý kiến của các cơ quan có liên quan của Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ban chỉ đạo về biên chế và cải cách tiền lương. Đặc biệt là cần có sự phân công ý kiến thẩm tra của các cơ quan có liên quan của các ủy ban của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về nguyên tắc về vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời cần xem xét thêm về đề xuất hai vị trí việc làm đối với Phó Tổng Thư ký Quốc hội và Ủy viên Ban Thư ký. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp thu ý kiến để hoàn thiện cũng như kịp thời bổ sung những nội dung có thể phát sinh liên quan đến luật, quy định đang chuẩn bị có điều chỉnh và bổ sung. Tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật phòng không nhân dân. Đây là dự án luật lần đầu đưa ra xem xét xin ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc ban hành luật phòng không nhân dân nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị quy định việc huy động các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia vào các hoạt động phòng không nhân dân, quy định việc tổ chức xây dựng lực lượng phòng không nhân dân trong các nhà máy xí nghiệp, việc bảo đảm cho hoạt động phòng không nhân dân, đồng thời quy định cụ thể về công tác quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để đáp ứng kịp với tốc độ phát triển, nhu cầu khai thác, sử dụng và yêu cầu về công tác quản lý. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc làm việc giải quyết khó khăn vướng mắc về vật liệu xây dựng đối với dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các nhà thầu thi công dự án đường vành đai 3 thành phố đang gặp khó khăn trong tìm kiếm các nguồn cát đắp nền đường do các tỉnh ưu tiên cung cấp cát cho các dự án của địa phương và cao tốc Bắc Nam. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lập tổ công tác liên ngành để vận dụng các cơ chế gia hạn, cấp lại giấy phép, nâng công suất khai thác mỏ cát phục vụ dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế đặc thù đã được Quốc hội cho phép. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương theo lĩnh vực quản lý phải sớm công bố kết quả thí điểm sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị quy trình thủ tục về cấp phép, định mức và đơn giá khai thác cát biển, hoàn thiện quy định sử dụng nguồn vật liệu từ các dự án nạo vét luồng lạch để làm vật liệu san lấp, xây dựng phương án nhập khẩu vật liệu xây dựng.